hướng dẫn cách đánh 3 sao thử thách cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ đơn giản sẽ có mặt trong video ngày hôm nay. Let's go! Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Tháng 10 chủ đề về Halloween đã có mặt trên màn hình của chúng ta. Đây chính là phong cảnh bóng ma. Và phong cảnh này sẽ có bán sớm trong cửa hàng các bạn thôi. Vé vàng mùa giải tháng 10 đó chính là bộ trang phục nữ tướng bóng ma. Và đây là hiệu ứng của em nó. Hãy xem đây. Anh em thấy không? Đây là bộ trang phục cho chủ đề Halloween tháng 10. Vậy nên khi anh em nào mua vé vàng, gói gem hay là những gói ưu đãi ở trong cửa hàng mà các bạn bị lỗi quốc gia cần tư vấn cách khắc phục thì hãy tham khảo ngay fanpage Akari Gaming của mình với hơn 144 người theo dõi Facebook hoặc là bio TikTok để được tư vấn cách khắc phục lỗi quốc gia. Xem nào, tự làm được rồi, anh em bấm vào chữ C ở trên màn hình, anh em nhập mã Akari. Đây là cách mà các bạn ủng hộ tớ và Supercell sẽ là người trả lương, động lực rất lớn để tớ tiếp tục phát triển kênh Clash of Clans tiếng Việt nha. Còn bây giờ thì thử thách 3 sao nào. Đầu tiên, các sếp hãy nhớ là để quản giáo đi bộ cho tớ và đưa về góc 3 giờ. Đây là một thử thách cực kỳ dễ dàng luôn. Rồi, anh em cho tớ một Electro Titan, Ice Golem, xe phóng gỗ. Và bây giờ thì anh em sẽ chuẩn bị đi vào từ góc hướng 3 giờ này nha. Thử thách này dễ lắm. Rồi, và đây là 3 Electro Titan còn lại này. Tập trung vào cái điểm này này. Rồi, bơm máu thả hết ở đây. Rồi, thả nốt Super Wizard này. Rồi, thả nốt quản giáo. Và bây giờ thì đội quân nó sẽ vào rất mạnh mẽ. Thêm ngay một bình cuồng nộ ở thời điểm này cho tớ. Rồi, và chuẩn bị ở đây tàng hình không hết Hunter. Nó bắt mất em quản giáo thì hơi bị căng. Và tiếp tục một bình cuồng nộ trong thời gian này. Bật gông quản giáo để cứu cho anh em ở đây. Rồi, và tiếp tục chuẩn bị một bình tàng hình nữa đi, cho Inferno không đốt được. Thêm Ice Golem, thêm phá tường vào đây cho tớ. Rồi, và trận thi đấu này cơ bản là hoàn thành rồi đấy các bạn. Xong hết rồi. Đây là cái bộ trang phục và nữ tướng bóng ma đang bảo vệ nhà đây các sếp này. Rồi, anh em lên đi, tớ không thả spell nữa. Và tớ để như thế này cho anh em trải nghiệm được cái hiệu ứng của bóng ma, nữ tướng với cả là quản giáo bóng ma. Rồi, bây giờ thì tớ sẽ thả Roy Champion nhưng chỉ đã để bật dao bánh mà thôi. Và cú dao bánh này nó sẽ kết thúc trận thi đấu và mình chấp tới 8 spell lận, 2 băng, 3 xương và 3 rời. Đây là cách đánh của tớ. Các bạn đánh như thế nào? Hãy comment ngay ý kiến của sếp ở phần bình luận phía dưới cho mình biết với nha. Và chúc tất cả anh em thành công. Nhớ nhầm mã Akari nha.